shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nhảy xuống à? Rồi, hay lắm, bé vừa nhảy xuống xong. Một lần nữa, trên tầng. Làm sao đấy? Đúng ra này anh em ơi. Nghe có vẻ ổn nhỉ? Này đồ đạc các thứ này, vô tư đi anh em ơi. Ô, săn thôi các bạn, săn nó rơi xuống dưới rồi. Hay là nó nghèo vậy nghe. Cho nó nghèo vậy thôi. Đồ đạp bây giờ khá ổn nha anh em. Đi nào. 2k8 để chủ tính coi nào. 12 tuổi được 6 hả cháu? Hãy cố gắng ăn uống học hành, nhanh ăn chồng lớn nhá. Xong vào quân đoàn chủ chơi thì chưa cháu? Vẫn anh ngủ đi cháu, em mai đi học. Mai thứ mấy nhỉ? Hình như là mai. Mai chủ nhật à? Ồ, thế mai các cháu cũng phải đi học à? Thế xem lại của chú cũng được à? Chú cũng là đến 12 giờ chú học thôi. Không like muộn quá đâu mấy đứa ơi. Dũng nó có mời anh ăn mừng 100.000 sắt đâu em. Hình như là nay nó ra ngoài nó tự đi ăn mừng rồi em ơi. Mông keo này. Mất đạn luôn. Nhờ. Ngon phết anh em. Máu này. Lại máu này. Xem ra máu hơi nhiều. Nãy giờ mình chỉ biết lượng máu thôi anh em ơi. Đạn tử liệu không có lượng máu. Chơi vậy. Chín tử máu luôn. Nhiều ghê ta. Quân đoàn mình thì tuyển tối thiểu là từ 15 tuổi trở lên nha anh em. Tay súng 2 này, hợp lý. Đồ đạc các thứ bây giờ kiểu ngon phết rồi anh em. Em ơi, Dũng nó xạo chó đấy em ơi. Đi nào mọi người. Xuống đây nhá hả? Nào. Chúng ta lên đường đây rồi. Về đây. Về đây. Thằng về đây. Tưởng ở đâu cơ? Lên đường. Lên đường. Thùng dầu này, bây giờ có thùng dầu. Ok, đâu rồi ta anh em, mình có đúng một quả bóng keo. Hơi khoai phần này tí. Đi. Nó sóc con ô tô thì phải anh em ơi. Mình nghĩ là vậy. Đâu rồi ta? Nó chạy rồi. À đây, ra mắt con này rồi cả. Gắt. Sao mãi con này cơ? Được rồi. Gấu da cơ. Qua đây, qua đây. Hẳn là gấu da cơ. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh xanh em. Đậu xanh này, đậu xanh này. Làm sao? Qua đây, qua đây. Làm sao? Qua đây, qua đây. Qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đậu xanh. Qua đây. Ok. Ba đứa. Lên bảng luôn. Lên thớt nha mọi người. Đừng có là ai, có người máu. Mình đang không dùng mocap anh em. Vãi trưởng, bắn phát là mất cái máu. Chỗ nào dùng tay anh em. Đồ đạc này, thừa này bớt đi này. Nó bắn vào thùng khói anh em ơi. Thùng cũng kệ nữa. Con này à, con đây gì à. Lẹ quá ta. Được được, nó đi móc, này đi móc. Nó đi móc các bạn đây. Nó đi móc các bạn đây, hay. Qua đây.
Qua đây mình đi máu này. Qua đây mình đi máu này, đi máu này, đi máu này, xin đi máu không em. Xin đi máu không em, xin đi máu không em, đi máu này. Xong. Đi móc với anh mà dễ à? Nó tưởng mình dễ ăn cơ anh em. Mình không dễ ăn đâu nhá. Cút máu. Hợp lý nha anh em, cứ cuốn full máu luôn anh em ơi. Chơi game cho tự tin này. Bên này thêm quả keo hả? Được. Hai bông keo. Đi thôi các bạn ơi. Kìa kìa, có xe, có xe. Có xe đi xếp bạn rồi em ơi. Ngon quá. Đi. Chúng ta lên đường. Upin ơi, Upin ơi, anh chưa đai đâu nha Upin ơi. Đai đâu mà lại comment cái kiểu đám ma vậy. Xong. Vô đi, vô đi. Chúng ta lên đường. Tiếp tục quẩy nào. Mình đang ở đây xíu coi anh em ấy. Qua đây kiểm cái đường giam. Đây rồi, có người này, có người này anh em ơi, có người này. Có người này anh em. Cái đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Lên bảng. Thế thôi. Tưởng gì. Giáp cho nổ mới luôn này. Tuyệt vời, ui bong ke này mới này anh em ơi. Bong ke này mới luôn này. Lượm, lượm, lượm. Lượm bong ke. Đi anh em. Quá ổn rồi nhá. 10 quả bong ke luôn. Nhờ một cái thế này không tốn một hơi phí anh em ơi. Đi. Upin này thế nào dám bảo em dở hơi vậy. Chửi lại cho nó luôn em. Qua đây nè. Mọi người xin phục quân đoàn thì liên hệ đoàn Bảo Linh nhá. Các bạn có thể là tham gia theo dõi trên cái group của mình, đó là Ghana Free Fire Sĩ Kẹo. 9 thằng. Có xe lên sân mạng, công nhận là phải gọi là ngon hẳn luôn anh em ơi. Chạy thoải mái luôn nhá. Một đứa, một đứa, một đứa, một đứa, một đứa. Vãi cả trưởng nằm xuống. Đù, thằng bé nằm xuống anh em ơi. Thanh niên ngu người. Tự sát hại em ơi. Không hiểu sao. Nó có thể nằm xuống đây anh em. Sở giáp cái đã anh em. Lên đường. Mũ giáp mới tanh luôn anh em, mới toanh mới đúng chứ. Em chỉ biết tia gái à thôi. Pin này đi ngủ đi em ơi. Tầm này tia gái gì nữa. Gái nó đi ngủ hết rồi em ạ. Thôi. Hình như còn có xe ngoài này. Đây. Có một con ngoài này anh em ơi. Chạy ngủ quá mà kẹt mấy con xe. Chán thế nhỉ anh em. Đây may còn có xe này nha anh em. Thế vẫn cứ gọi là vô tư. Vô tư đi các bạn ơi, con này chạy được mà. Con xe kia nó bị kẹt mất tiêu. Nghe một đề gờ. Tránh xa ra xíu. Quái không. Xuống đây anh em ơi. Ở đâu?
8 tuần nữa. Có đứa nào chạy lông nha lông nhau không? Xử luôn anh em. Chỗ kia ngay vùng bom rơi, mình sẽ không bảo vộ nhé. Đây này, cái này hòm sát không à? Không có người hòm sát thôi. Người đâu ta? Chỗ này có người, chỗ này có người à? Chỗ này có người à? Đậu xanh, không phải. Mình nhìn nhầm anh em ơi, được có người. Nhìn nhầm mới chết chứ anh em. Người đâu? Qua đây mọi người. Chắc là ở trên chúng nó chuẩn bị chạy xuống đây. Em có ho nặng không em? Ho nặng rồi anh ơi, viêm họng mãn tính mày. Hai quả lựu. Chạy đi em. Chạy đi. Chạy đi. Qua đây giả. Qua đây giả. Thôi nhảy xuống mà, đậu xanh nhảy xuống này, nhảy xuống này. Nghe tiếng biết nhảy xuống mày nghe. Rồi, chúng ta lên đường. 8 kill rồi nhá. Đi. Bo đang rất nhỏ rồi nha mọi người. Càng bắt hết bo rồi nè. Năm thằng cuối. Đây đây có một đứa này. Đây có một đứa này. Đây có một đứa này. Lên bảng luôn. Thằng bé chết không kịp ngáp anh em ơi. Đi anh em. 4 thằng. Và từng đứa một luôn anh em, ngại gì nhở. Trên này thì sao ta anh em. Đây rồi, đây rồi, thằng nữa này. Thằng nữa này. Xong luôn. 3 thằng cuối. Kill nốt cho nó sau này. Đậu xanh này. Đậu xanh này. Đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Đậu xanh này. Đậu xanh này. Đậu xanh luôn. Ôi đừng. Đừng bạn đây, đừng bạn đây, đừng bạn đây, đừng bạn đây. Nhớ bó keo để làm gì? Để dựng bó keo. Bó thu, bó thu. Cái xe, cái xe. Cái xe, cái xe. Cái xe mình còn nguyên, cái xe mình còn nguyên. Ngon thế chứ lại anh em, quần mặc quần máu chạy bo. Được. Thằng nào vừa sấy, thằng nào vừa sấy. Bước qua đây. Thằng này vừa sấy hả? Vừa sấy này. Bước qua đây mày, bước qua đây mày. Vừa sấy này. Vừa sấy này. Bước qua đây mày. Bước qua đây mày, bước qua đây mày. Xong luôn. Chuẩn bị thằng cuối. Của đâu, thằng của đâu? Thằng của đâu anh em? Lên xe, xe. Lên xe tìm thằng cuối này. Đi. Thằng của đâu các bạn ơi? Chuẩn bị tốt một rồi nha. Kim cuối, kim cuối. Đây rồi, rồi. Đây rồi, yes. Xong. Tốt 1, 13 kill. Quay lên anh em. Mì này. Yes. Ok, vậy là mình cộng một đám điểm nhá. Ten ten. 13 kill top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.